Chào bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt mới nhất của năm 2024. Két sắt mang thương hiệu Việt Nhật và có màu trắng. Điểm đặc biệt là két sắt có tính năng thông minh kết nối với điện thoại, được mở bằng mã số điện tử và dấu vân tay. Còn khi hết pin thì các bạn có thể mở chìa khóa. Điểm đặc biệt là nội thất của két sắt được chia làm 3 ngăn, có ngăn kéo có khóa bên trên và 2 ngăn bên dưới có thể để được hồ sơ, giấy tờ. File kế bếp đấy, rất là rộng rãi. Ưu điểm của dòng này là thân két rất là dày và có tính năng cách nhiệt và chống cháy. Thứ hai là hình thức rất là đẹp. Thứ ba là bạn có thể đóng mở rất là nhẹ nhàng bằng dấu vân tay và có thể mở bằng chìa khóa khi hết pin.